Hello anh em, chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo của mình. Và đến hẹn lại lên thì lại đến một ngày xoa đây và tiếp tục lại là một video nạt nha anh em nha. Và trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh để mình sớm đạt 9k sub cho mọi người nha. Nhớ là phải thêm cả bật chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào mình ra trong tương lai nha. Và thêm một điều nữa là anh em nào mà cần mua ác hay là bán ác thì inbox cho mình theo đường link fanpage ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo nhá. Ok, không linh tinh luyên thuyên nữa thì bắt đầu thôi. Và như mọi lần thì vẫn là nạp thôi, nhưng mà đợt này thì nạp ít anh em ạ. Đợt này thì nó sơ sơ chỉ có khoảng 7 củ thôi anh em ạ, nạp ít thôi. Rồi, nhận luôn nha anh em nhá. Mình nghĩ là cái đoạn gọi là anh em hứng khởi nhất là cái đoạn đầu tiên đây là nhận mốc lạp, và cái thứ hai nữa đây là up đồ. Rồi đây mình đang nhận mốc lạp đây. Chỗ cánh này thì khả năng là nó cũng chỉ có đủ để suýt nên được cánh cam thôi anh em ạ. Giờ thôi cứ nhận đủ đã. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Ok, nhận tiếp này. Được bao nhiêu cánh vậy ta? 4 cánh. Thế thì vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ để lên cam anh em ạ. Suýt thôi. Thú nhâm dần rồi. Áp cánh trước đã. Cộng 1 này. Cộng 2 này, thiếu một cánh nữa là lên cam cộng 3 rồi. Ok, rồi vào đây thì áp quân hàm luôn nha. Hàm chức thiếu tướng. Ok. Danh hiệu tổng tư lệnh này. Ok rồi. Tiếp tục nha anh em nha. Tiếp tục nhận. Tích tiêu. Tích tiêu này thì mình sẽ tiêu sau. Có gì thì cần tiêu thì lúc đấy tính sau nha anh em nha. Giờ cứ gọi là nhận trước đã. Là tùy chọn nhận xuất sắc thì giờ là nhận tối đa cái này thôi. Hy vọng là lần này mình chưa để ý nào có nạp phụ kiện không, rồi hy vọng là mình không nhận nhầm phụ kiện như lần trước nữa anh em ạ. À, không biết giờ có bao nhiêu đá rồi ta. Để cho mình xem lại cái xem có đủ lên 10 năm không. Đủ lên full 10 năm không anh em ạ. Quên đấy. Đâu rồi ta? Đá cường hóa đâu ở đây? Chưa chỗ này thì không đủ lên full 10 năm đâu anh em ạ. Nhận cái này đi. Rồi, tiếp tục nhận phù, cái này tính sau đi. Nhận thú cưỡi đồ á. Hình như là ba con này mình có hết rồi. Đúng rồi. Có hết rồi anh em ạ. Đây, mới có thêm con này nữa này. Khá là hợp lý. Rồi, lại nhận mỗi con phát. Ok. Là tùy chọn nhận ngọc cam. Cái này thì để mình xem rồi mình up nhá. Đây rồi. Lần này thì nhận cho chắc chắn anh em ạ, không nhận nhầm nữa. Lần trước anh em nào mà theo dõi thì biết là mình nhận nhầm phụ kiện địa ngục một pha khá là tấu hài. Anh em nhớ là cần mua ác hay bán ác thì inbox cho mình theo đường link fanpage ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo nha mọi người nha. Ôi, mấy cái con này thì không, mấy con này phải nhận để mình tăng số thú cưỡi lên để có thêm
cái kỹ thuật, xem là có những con gì rồi để nhận nào. Chưa có con tôm tím này, chưa có con voi này, với lại con bọ cạp có chưa ta, để xem nhé. Chưa con bọ cạp, lấy thêm con bọ cạp nữa. Ok luôn, là tùy chọn nhận thần long, mấy cái này chắc mình nhận sau. Đây xem nào, nạp để nên nạp để nên gì nhỉ? Tự nhiên quên quên mất tên luôn rồi anh em. À nên 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 ngọc nhỉ. Đây, nên ngọc quái. Đá rực cộng 2 này, để xem nào. Đây có hai viên này, đắp tạm đã. Nâng cấp. Ui 7 viên này mới nên được một viên cộng 1 cơ. Xem nào, nhận thêm 6 viên nữa. Quang băng hóa, xem đa hóa cái xem từ từ đã. Để xem nó nâng đá nào lợi hơn anh em ạ. Cộng 1 cộng đây cũng có hai viên đá sâu luôn. Đây là bóng tối. Đây chắc nên cái này đi anh em đi. Đá vực sâu truyền thuyết. Ám. Một viên này. Hai viên này. Ba viên này. 4 viên này, 5 viên này, 6 viên rồi. Gỡ này. Rồi, nâng cấp. 100% tỷ lệ thành công nha anh em nha. Rồi, được một viên cộng 1 nữa. Nắp vô. Rồi, ok, cái phần đá này đá cộng 1 cộng 2 thì mình sẽ lưng ở trong một video hoặc là một live stream nào đấy nhá, cho nó đỡ mất thời gian của anh em. Đây nhiều anh em hỏi là tại sao chưa có nạp mà lại chưa có nạp đầu đây. Cái này thì mình cũng giải thích ở trong rất nhiều các video. Cái này là lỗi ở phần bên Soa Game thôi. Ở đây là hiện tại là mình có gần 90 vòng rồi. Mình thì mình muốn lấy con pet SSS này cơ. Nên là hiện tại thì mình cũng vẫn chưa quay anh em ạ. Muốn lấy thêm một con pet 3S này để lâng. Nên là hiện tại mình vẫn chưa quay nha anh em nha. Có thể là tích đủ 150 vòng rồi mình sẽ bắt đầu quay. Ok anh em nha. Khi quay thì sẽ cố gắng là có video cho anh em xem. Đây trang bị này. Khoan đã, để cho con khác ra trận rồi. Cưỡi. Trang bị này. Anh em nào mà cần mua ad hay bán ad thì inbox vào fanpage cho mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả nhé. Ok, tiếp tục này. Nát rồi.
mình trở lại đây. Trở lại thì mạng nó hơi lag một tí, anh em thông cảm nhé. Rồi, lên cam này. Lên đỏ này. Rồi, ok, mắc cưỡi. Vẫn quên đấy, đợt này vẫn chưa có cái vé kìa. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhá. Anh em nào mà cần mua ác hay bán ác thì nhớ inbox vào fanpage cho mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả. Và đừng quên là ấn like, đăng ký và bật chuông để giúp mình sớm đạt 9k sắp nhá. Hiện tại thì cái video này thì mình làm đến đây thôi. Có thêm một cái content gì mới hoặc là tiêu kim cương thì mình sẽ up vào một cái video tiếp theo để cho nó đỡ dài nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. See you again.